đúng không? Nào là như mà đập được vào tay em cao mà đập trong lòng cái này. Đó. Rồi cái này làm đây. Cái này không? Cái này làm được thì cái này là chỉ có như thế thôi. Buồn đến đây này. Tại nên tại trên cái tay đó, ví dụ mình nói theo cái nguyên tắc giống cái dòng nước á, mình đưa cái dòng nước nó đến đây rồi á, thì mình phải đưa cái dòng nước nó đi lên này, đi lên cái tay này nữa ra để cho nó đi chạy từ trong, đừng có vút ra ngoài này, vút thì được phải những cái tay mình đặt tay này là bị loạn này, thì cái đường kinh mạch âm nó phải chạy về trong này thôi. Ở đây nó có cái đường lăn này, gọi là đường lăn, hai đường lăn này, trong thì lên xuống này, ngoài thì dưới lên này, khi mình hút xuống ghế theo cái đà cái tay nó thả xuống nó rơi về bên này thì hút thì dưới này lên cái tay nó đặt lại đây, lược cái tay ra để cho cái đường mình đi rồi đường vòng của người thả xuống thả nó hút cho hết thì tự nhiên cái tay nó đã rơi về bên này. Không như đó là bắt đầu được làm quen thôi, thì người nó cứ lắc lưng thế này này. Không là để cho cái phỉ cái tay chạy. Nhưng mà nhìn trên YouTube cũng bằng mình thôi. Đầu tiên là nhanh như này. Tay này đập cho bên kia và như đó. Phải tay, đông này, ngửa tay ra. Buồn xuống. Cái tay này nó úp bên này này. Đập ra bên này. Đập chéo quá. Đập chéo quá thế này này. Buồn lên. Nhớ lấy cái trống lên trên xuống ngoài dưới lên là cái tay chỉ một chỉ hơi đặt ra bên này đó này là khi làm ở đây thôi này, để một cái này như này, cái tay để thế này này, tay để thả xuống, một cái đôi lên cái tay để một này, rửa cái tay ra, lúc này đập đây là đập khởi đầu để cho nó thông cái đoạn này thôi, sau đó là vốn rất là nhẹ nhàng, một thân chỉ mà lúc mà lúc tập là đừng có nên của cái này là nên mặc áo quần thật rộng và không mặc áo quần, không mặc áo quần thì lúc nó bỏ lại thế này thôi. Và một người của bên nào thì nghiêng ở bên này, người nghiêng để cho người nó tỏ trọng như một cái đồng chặt khi mình chuẩn bị tắt về đây thôi, trên đây này đưa ra một cái người đây này để đặt trên cái đó, một chạy thì đứng lên, chạy không, chạy cho bên này này, bên này đưa tay ra, đưa tay ra trong này, quay lại, đúng ngay đến cái đâm là đâm toàn đầu với để cho nó thông ra, và cái này là nó thông như thế này đấy, cho nên chỉ vì hôm nay nó thông nên nó bảo vệ tập trên cái tay này, một trước ngược dọc trước ngược này này, đến đây đừng cái tay vòng đằng sau đến hôm nay thôi, ngửa cái tay ra, nếu chứ không ngửa ra là mình muốn là một ngửa ra
Xem.